Kính chào quý vị và các bạn. Những sóng lạnh ở phía Bắc đang khuếch tán xuống khu vực Nam Bộ, thế nên là ngày mai khu vực này sẽ đỡ nóng hơn, về đêm thì còn se lạnh. Với Bắc Bộ thì tiếp tục rét đậm thêm 1 đến 2 ngày nữa. Như là tại thủ đô Hà Nội, hôm nay đã là ngày rét nhất của đợt này rồi. Từ ngày mai thì rét đậm chỉ còn diễn ra về đêm và sáng sớm với mức nhiệt là 10 đến 12 độ, còn ban ngày thì đỡ rét dần, trung bình là cứ tăng từ 1 cho đến 2 độ mỗi ngày. Với xu hướng này thì đến ngày 30 và ngày mùng 1 Tết, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội có thể đạt là 20 đến 21 độ và có cả nắng xuất hiện nữa thì quý vị sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Còn trong đêm nay, miền Bắc vẫn chìm trong giá rét, nhiệt độ toàn miền giảm xuống dưới mức 12 độ, vùng núi là 6 đến 9 độ, thậm chí là một số đỉnh núi cao như là Phan Xipang, Phi Oác hay là Mẫu Sơn còn có thể xuất hiện băng giá bởi mức nhiệt là dưới 3 độ. Trong khi đó ở miền Trung, ngoài nhiệt độ thấp, trời còn có mưa nữa, cảm giác rét càng ngấm hơn. Các thành phố Thanh Hóa, Vinh xuống Hà Tĩnh, Đông Hà hay Huế 15 đến 20 độ. Đà Nẵng, Quảng Ngãi hay Quy Nhơn mưa lạnh 24 độ, còn Nha Trang và Phan Thiết trời nắng đẹp 27 đến 30 độ. Những sóng lạnh cũng ảnh hưởng đến khu vực Tây Nguyên, làm cho nền nhiệt giảm. Ngày mai sẽ không vượt quá 28 độ, trời có nắng và khá dễ chịu. Nam Bộ thì đêm nay nhiều nơi cũng sẽ giảm xuống tới ngưỡng lạnh, đó là 22, 23 độ. Còn ngày mai thì trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng giảm bớt, nhiệt độ phổ biến 31 đến 32 độ. Chỉ một số nơi như là Tây Ninh, Thủ Dầu Một hay Biên Hòa nóng nhẹ 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Quảng Trị xuống đến Cà Mau, ra đến phía tây huyện đảo Trường Sa, tiếp tục có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Quanh huyện đảo Hoàng Sa thì gió cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước vào ngày mai.